Để góp phần tạo nên không gian vui tươi rộn rã trong mỗi nhịp xòe thì không thể thiếu âm nhạc gồm trống, chiêng, khèn bè, mắc hính, tăng bằng. Chính sự kết hợp độc đáo này đã giúp nghệ thuật xòe mãi trường tồn và từng làm say đắm bao du khách. Với đồng bào Thái Nghĩa Lộ, khèn bè không chỉ là nhạc cụ kết nối tình yêu, linh hồn trong dân ca dân vũ, là biểu tượng văn hóa tinh thần mà còn là nhạc cụ không thể thiếu trong những đêm xòe. Ông Cầm Văn Hoa, xã Hạnh Sơn, thị xã Lộ là người chế tác khèn bè phục vụ những lễ hội lớn ở Nghĩa Lộ. Với ông còn sức khỏe còn được chế tác khèn là còn được cống hiến. Bắt đầu là thổi hết toàn bộ này nó có ăn nhau không? Bắt đầu là mới đắp. Làm thì nó cũng hơi lâu một tí. Vì cái này nó phải chục ngày. Lúc nào nó nên khèn thì biết thổi được thì mới thôi. Trong múa xòe, một nhạc cụ nữa không thể thiếu là trống. Giữa núi rừng trùng điểm, tiếng trống vang vọng như lời mời gọi mọi người tham gia lễ hội, nắm tay nhau cùng xòe quanh bếp lửa. Trong tiếng Thái, trống được gọi là cống, trong đó có chia ra cống nội, trống nhỏ, cống nhắng, trống to. Thông thường cống nhắng hay được dùng trong hội xuân, lễ cúng bản mường. Còn cống nội dùng khi bản mường có việc quan trọng hoặc trong lễ hội sự kiện lớn. Anh Lê Thanh Tùng, phường Phú Tràng, thị xã Lộ, mặc dù không phải người Thái, nhưng lại rất đam mê học hỏi và có khả năng nói thông viết thạo tiếng Thái, sử dụng thành thạo các loại pí tam tặn, pí păm và nhiều nhạc cụ khác của người Thái. Do đó, lễ hội văn hóa Mường Lò hàng năm, anh đều được giao trọng trách đánh trống. Ngay từ nhỏ đã tiếp xúc với lại nền văn hóa Thái, nhận thấy trong nền văn hóa Thái thì có rất là nhiều nét đẹp. Và những nét đẹp đấy thì được rất là nhiều các bạn trẻ bây giờ thì đang dần bị lãng quên đi. Chính vì vậy mà mình đã cố gắng học tập, sưu tầm, nghiên cứu làm sao để phát huy những nét đẹp đấy. Một nhạc cụ nữa góp phần làm đêm xòe thêm rộn rã là chiêng. Theo tiếng Thái, chiêng là sánh. Chiêng thường được làm bằng đồng thau, hình tròn như chiếc nón quai thao và đường kính khoảng từ 20cm đến 60cm, ở giữa có hoặc không có núm. Người ta dùng dùi gỗ có cuốn vải mềm hoặc dùng tay để đánh cồng chiêng. Cồng chiêng càng to thì tiếng càng trầm, càng nhỏ thì tiếng càng cao. Ở vòng xòe, chiêng phối hợp với các nhạc cụ khác mang một khát vọng phát triển và sự trường tồn của dân tộc, sự hài hòa của âm nhạc làm quyến luyến, đắm say bao du khách. Mỗi một dân tộc thì có cái nét văn hóa riêng của nó. Ví dụ tôi nói về xòe mà không có khèn bè thì không thể vào được. Các anh gõ trống, tức là người Mường người ta có thể gõ trống và người Thái cũng gõ, nhưng mà nó chỉ là phụ họa thôi. Có đúng với cái nhu cầu của dân tộc ở đây hay không? Mà tôi tham gia nhất, tất cả các cái đạo diễn tôi đều tham gia hết, bởi vì các anh phục vụ cho dân tộc ở đây thì để cho người ta thấy cảm thấy hài lòng. Bây giờ anh lấy cái tiếng trống của chỗ khác, nếu nó không phải cái giai điệu đây thì không thể vào được. Tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã đêm xòe và vòng xòe cứ thế bất tận. Như thêm phần khẳng định, những nhạc cụ này hết sức quan trọng. Nó không những góp phần làm cho đời sống nghệ thuật thêm phong phú, mà còn chứa đựng những ý nghĩa tâm linh và nhân sinh cao cả, gửi gắm vào đó cả tình yêu, tinh thần lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống no ấm hạnh phúc.